Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay trong clip này thì các bạn sẽ cùng Son tiếp tục đi vào hoạt động trong game 2D ha. Rồi, thì hiện tại cửa lan Son tiếp tục đạt được top 1 nữa các bạn. Thì top 1 rất là dễ các bạn ơi. Son cảm thấy đua ngựa đạt top 1 rất là dễ luôn. Đây các bạn muốn đạt top 1 á, thì các bạn phải hoàn thành thật là nhanh cái nhiệm vụ ha. Và làm cả cửa lan làm 10, tên 10 nhiệm vụ. Và tất cả thành viên trong cửa lan làm nhiệm vụ là 320 điểm hết ha, thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể đó các bạn. Hiện tại clan Son là 32.000 điểm, rồi những clan còn lại thì chỉ có cái clan hạng 2 mới có 17.000 thôi, cũng như là 18.000 thôi các bạn. Trên là số điểm là hình như là gấp đôi số điểm ha. Rồi thì hôm nay Son sẽ nhận cái vé con gà cho các bạn xem ha. Đây rồi thì bây giờ Son sẽ nhận cái vé con gà. Son cố gắng trong 3 tháng Son sẽ nạp liên tục để Son lấy một con công để review cho các bạn xem ha, chứ các bạn mà không có điều kiện thôi, các bạn chơi vui thôi, đừng có nạp nha. Tại vì Son là người làm clip thì cho nên phải tiên phong, phải hy sinh, phải làm chuột bạch để review cho các bạn xem. Còn các bạn mà không kiểu như mà thu nhập không có ổn định thì thôi, các bạn chơi vui thôi, các bạn đừng có nạp thẻ, đừng có nạp vô cái vé này ha, vé nông trại nè. Cái vé nông trại mùa này Son thấy thật sự là nó không có cái gì đẹp hết trơn các bạn, không có gì đẹp á. Cái này thì lúc trước nó có cho một cái rồi rất là xấu, và bây giờ nó cho thêm một cái nữa. Cái tượng con này rất là nhỏ nha, rất là nhỏ, ảnh động nhưng mà rất là nhỏ, nó nói chung nó không có đẹp. Đây các bạn qua nhận ghét bạn xem nè, này các bạn ha. Nè, mình nhìn nè, các bạn nhìn tổng quan thì rất là nhỏ, các bạn dơm lại nè ha, nó rất là nhỏ xíu luôn đó, nó nhỏ lắm các bạn ha, cho nên cho thấy cái mùa này nó không có được đẹp. Các bạn cứ tham khảo xem Son rồi Son review, Son lấy con công ra cho các bạn xem. Rồi đây các bạn, còn mình quên nữa, cái vụ thùng thịt, các bạn nhớ thùng thịt không? Đâu mất tiêu rồi. Các bạn nhớ đợt trước có thùng thịt và Son có sản xuất nữa, mà bây giờ Son kiếm không ra cái thùng thịt nữa các bạn. Cái thùng thịt là sản xuất ở đây nè, có rất là nhiều bạn hỏi là để cho con gì ăn, thì Son nghĩ là cho con công ăn, nhưng mà bây giờ con công nó ra rồi á, chuẩn bị lấy 2 tháng nữa lấy con công, mà bây giờ cái thùng thịt mất tiêu rồi. Các bạn có để ý không? Hôm bữa có một cái bé kia kìa nói sao Son mới để ý, chứ thật ra Son cũng không để ý là nó mất cái thùng thịt đấy các bạn. Hôm bữa có bé kia nói Son là chú Son có thấy cái thùng thịt ở trong cái máy sản xuất chế biến thức ăn này không? Son kêu là nó vẫn bình thường mà, thì bé đó kêu là mất tiêu rồi, chú Son hãy làm clip đi. Thì đó, hôm nay Son nhìn lại thì thấy nó mất tiêu cái thùng thịt rồi các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cùng Son đi làm tạm thời cái này, tối Son làm ha. Bây giờ thì tối Son làm đi các bạn ơi. Rồi thì các bạn sẽ cùng Son đi vào hoạt động ha. Các bạn đua ngựa tới đâu rồi các bạn? Clan của Son thì chắc chắn là top 1 các bạn ơi, thì về đích hết rồi, 10 trên 10 nhiệm vụ hết rồi. Game thì các bạn, cái hay đây hay lắm các bạn. Nếu các bạn muốn lên cấp nhanh thì bạn hoạt động trong đây nhiều ha, bạn bỏ thời gian nhiều vô thì cái farm của bạn sẽ có nhiều tiền và lên cấp rất là nhanh. Còn như bạn không có thời gian thì bạn cứ chơi tèn tèn á thì nó lên cấp rất là chậm các bạn. Cái hay đây nó hay là vậy các bạn, cho nên cái hay đây này mình chơi vui thôi các bạn ơi. Các bạn cũng đừng có đầu tư vào cái game này quá nha, rồi mất thời gian của mình chơi kiểu như là mình thời gian rảnh rỗi thì mình hãy chơi, mình hãy đầu tư vào, chứ các bạn đừng có ví dụ một ngày bạn vô cả chục hai chục lần á, nhiều khi các bạn vô riết rồi cái các bạn cảm thấy cái game nó mình chơi nhiều quá, cái đầu óc mình tự nhiên nó sinh ra là chán cái game các bạn. Mình chơi điều độ các bạn ha, cái game này mình chơi điều độ,
có nhiều đó, cái hay đê này hay vậy, có nhiều đó bạn vô bạn sản xuất hoạt động đi hoạt động lại hoài vậy đó, ngày nào cũng vậy, hay đê là hàng ngày đó bạn, là cứ ngày nào cũng có nhiều đó vô sản xuất rồi lấy phút rồi làm nhiệm vụ sản xuất lấy phút làm nhiệm vụ, nhiều đó làm đi làm lại hoài các bạn. Đặc biệt có trong hay đê này có một cái là cái trang trí cái farm nữa các bạn ha, mình chỉnh sửa cái farm này nè đó, thì đặc biệt có một cái là không phải ai cũng làm được và không phải ai cũng là làm đẹp, các bạn muốn làm đẹp á thì các bạn chịu khó bạn chỉnh sửa cái farm bằng một sơ đồ xong không bạn cảm thấy hài lòng rồi thôi, các bạn đừng có hài lòng nha, các bạn tiếp tục phá cái farm nó đi và bạn sẽ chỉnh sửa bạn làm một cái farm mới nữa, đảm bảo với bạn bạn làm nhiều lần vậy thì những lần sau cái farm bạn càng ngày càng đẹp nha, chứ các bạn đừng có thấy người ta làm đẹp rồi các bạn nói cái farm mình xấu, thật sự là ai cũng có khả năng làm cái farm mình đẹp hết ha, tại do mình không có làm mà các bạn, mình làm mình càng sửa cái farm mình càng nhiều thì cái khả năng mình kiểu như thiết kế tưởng tượng mình tưởng tượng ra cho cái farm của mình á nó sẽ có rất là nhiều ý tưởng để cái farm mình nó đẹp lên ha. Hồi xưa các bạn có theo dõi kênh của Son lúc xưa các bạn nhớ không, cái farm của Son hồi lúc trước nó xấu lắm các bạn đúng không, các bạn thấy đúng không, xấu quá à, mà bây giờ các bạn có nhiều bạn khen là farm Son đẹp thì thật sự thử ra thì cũng có Son ship có nhiều đó ha. Đó thì các bạn biết tại sao, tại vì Son chịu khó cứ Son sửa xong Son làm ít bữa cái Son phá xong cái Son làm một cái đồ mới làm ghép thì sẽ có lâu lâu nó sẽ ăn mai với các bạn sẽ rơi vào những có những ý tưởng đẹp đó, thì các bạn sẽ thấy hợp với các bạn thì các bạn sẽ thấy đẹp ha, các bạn chịu khó sửa farm đi các bạn. Nếu các bạn nào mà kêu là mình không có ý tưởng để sửa thì các bạn chịu khó nhảy qua farm đi chịu khó đi thăm farm những cái bạn của người bạn của mình á, mình qua đó mình thăm đó, như vậy á mình sẽ có rất là nhiều ý tưởng ha. Các bạn cứ các bạn chịu khó bạn đi thăm farm đi, với lại mình sắp xếp farm của mình hàng ngày á thì tự nhiên cái bộ não mình nó sẽ phát sinh ra cái ý tưởng cho cái farm của mình ha. Các bạn hãy chịu khó ship đi, chứ các bạn đừng nghĩ mình không có ý tưởng ship cho nên cái farm mình không có đẹp thì mình đi thuê thôi, các bạn cứ chịu khó ship farm mình, các bạn nói chung mình ship đậu đẹp ship xấu gì á thì nó cũng là cái farm của mình hoặc là cái ý tưởng của mình bỏ vô đó, là cái tâm huyết của mình ha, thì cái đó là Son khuyên các bạn thật lòng luôn. Rồi làm cái này đi cho hết. Rồi, ok. Khi nào có tiền Son sẽ đầu tư mở full 9 ô này ha, hiện tại thì hết kim cương rồi các bạn ơi, đang chờ gói 4k để nạp vô, nạp gói 4k vô để đầu tư một mớ hố nước nữa bạn ơi, hố mương nước á với lối mòn để trang trí bên bên thị trấn. Có bạn nào mà chưa biết kiểm tra những cái phút này trong coi chứ các bạn, Son bấm nhìn vậy là Son đang kiểm tra những cái phút ở trong coi ha. Các bạn muốn chạy xe cho nó được nhiều á thì các bạn làm cho nó đều ha. Đó, để Son bỏ mấy cái này ra nữa các bạn. Son còn một cái này nữa. Nãy giờ cũng quên các bạn thì Son cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất dành cho tất cả các bạn đang xem clip của Son ha.
Hôm nay đầu clip vô thì Son sẽ cút gọn lại các bạn, chứ đầu clip vô mà câu giờ quá, nhiều bạn comment rồi. Thì đầu clip vô thì Son hạn chế chút dài ha. Thì ở giữa clip hoặc là đầu clip Son sẽ chúc các bạn ha. Đó. Cũng tốn mớ kim cương của Son các bạn. sáu nó mới nó ra được vậy các bạn. Đó. Tất cả gia tài của Son này. Son được có một người này à. Cái người này nhỏ nhưng mà Son thích các bạn, mà được có mỗi một người à. Đẹp, cái người này nhìn thấy đẹp. Ha, hơi nhỏ nhưng mà nhìn thấy đẹp. Rồi tiếp tục các bạn ơi. 9 4 50. Hiện tại bây giờ là Son không có còn sợ cái chai nước tương nữa nha các bạn. Son có một nick level kho của Son á, thì chuyên sản xuất nước tương. Thì hiện tại bây giờ nước tương của Son lên tới, các bạn biết bao nhiêu không? 100 chai. Bữa giờ tặng cờ lan cũng gần hết rồi các bạn, cũng còn được cả 100 chai á. Các bạn thấy không? Ngon lành cành đào liền ha. Cho nên nước tương của Son giờ là Son không sợ nữa nha. Mấy cái này là nước nhỏ Son nhiều lắm các bạn ơi. Có nước lớn không phải là này không sản xuất được á. Mấy này nước nhỏ nhiều rồi. Mấy cái này tạm đi. Các bạn biết giờ là cái gì quý không? Lúa với bắp quý như vàng vậy á. Bắp với lúa là nó quý như vàng luôn các bạn. Có khi kiếm không ra luôn. Hiện tại bây giờ là lúa nó hoạt động trở lại nè. Cứ qua nhà hàng sớm thì mình kiếm cái hộp đó mình mở trước nha các bạn. Mở cái hộp đó. Rồi để bảy một rồi hết luôn. Cuối mình không đều là mình chạy xe tải không được các bạn. Hết luôn rồi. 7 à. Vậy là phải lên lát sữa bò. Okay. Hay đê mà mình không hoạt động điều độ á thì các bạn thiếu nhiều lắm các bạn ơi, thiếu cái này thiếu cái kia, nói chung mình hoạt động hàng ngày thường xuyên á, điều độ á thì các bạn sẽ dư giả ha. Còn các bạn mà không có hoạt động điều độ á thì các bạn sẽ thiếu cái này thường cái kia, nó không có điều được. Rồi ok đi tiếp tục. Đâu rồi đây, dạo này cái kho của Son lên được gần 6.000 rồi, được cải thiện lại các bạn ơi. Cái trước cái kho Son hồi lúc xưa á không có chứa được gì hết trơn, nhỏ xíu. 15. Okay. 6. 15. 10. Cái máy này của Son giờ Son không sợ chai nước tương nữa ha. Chai nước tương Son giờ quá trời rồi. 8. Quên nữa, mình lấy cái phiếu con gà ra mà mình quên
quên review cho bạn xem cái phiếu con gà nữa. Đây các bạn, mình sẽ cho bạn xem phiếu con gà ha. Đây, đó là được 2/25 rồi. 2/25 rồi các bạn. Để mình tra qua xem cái con công coi. Chín lần. Chín lần mà mình mới có 2 thôi ha. Đây, mới có 2 thôi. Rất là lâu luôn các bạn ơi. Bò lại hồi phải qua nước nhỏ mình lấy về là cái hiện tại chính là không có xài đủ. Không. Rồi phải lấy tầng mật ong về mình sẽ chích cái này nữa. Rồi, rồi còn cái máy này nữa các bạn, quên. Cái gì cũng hiếu trơn các bạn. Giờ gì sao cũng hiếu trơn. Giờ sao làm biến qua nít phụ để. Mỗi lần qua nít phụ lâu lắm. Giờ sao qua nít phụ lấy mấy cái này về nè. Mấy cái thiếu về á thì nó tốn thời gian các bạn nữa. Để gánh gánh này sang chuyển về ha. Rồi bây giờ mình sẽ mua thịt heo. Cái này gọi thịt ba gọi các bạn. Mấy lát thịt heo thịt ba gọi ha, đó đó thấy không, đó gọi là ba gọi nha, ba chỉ á, thịt ba chỉ được 15 miếng thịt ba chỉ ha. Có phải các bạn là trong đầu các bạn suy nghĩ là một miếng thịt heo vậy là một miếng ba chỉ không các bạn, hay là các bạn suy nghĩ sao các bạn, các bạn suy nghĩ có giống Son không? Các bạn ơi, các bạn đang xem của kênh của Son thì hãy tương tác với Son ha. Không biết hôm qua các bạn có kiểm tra cái nút like cho Son chưa? Không biết có bình thường hay không nữa. Các bạn kiểm tra bằng cách nhấn lẻ vô ha. 1357 rồi ha. Chứ đừng có 13579 chứ các bạn đừng có nhấn chẵn nha. Nhấn chẵn là rơi nước mắt chảy nước mũi luôn các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục làm sữa bò. Cuối cùng cũng đã được một dòng nữa các bạn. Hết sữa bò để cho nó ăn này. Bây giờ thì Son trồng ớt này, biết các bạn biết Son làm gì không? Đây là Son làm nhiệm vụ nè. Đó. Để khuya nay Son trồng nữa là hoàn thành ha. Hoàn thành cái này là được 60 điểm. 388. Cái quán gà cuối cùng nằm đây nè các bạn. Đó. Bây giờ bổ sung cái nào thiếu rồi Son trồng vô thôi các bạn. Mía nè. Đậu mía với đậu lúc nào trong kho cũng phải có ha. Còn cái gì mà hết không? Tỏi. Wow. Trái kho các bạn ơi, cho không trái à. Phải 3 tiếng lận. Phải ưu tiên nó đi. Ok. Các bạn câu cá tới đâu các bạn, cho câu 290kg luôn nè. 290kg luôn. Dư quá trời dư luôn. Đây đó. Không biết 3 ngày này thì đạt được sự kiện này không nữa. Đó các bạn.
đang chạy quá trời chạy luôn. Xem coi cái top coi có mình không ta. Những người đóng góp hàng đầu nữa các bạn, không có mình, không có Son. Rồi thì cuối cùng một ngày đã xong tàu này thì đủ nó đi các bạn ạ. Rồi có gì chạy không, chạy luôn đợt Evan sự kiện cái thai kinh nghiệm của hàng chạy xe tải mà xong không có thời gian để chạy được, xong bị bệnh á cho nên không chạy được, không lên cấp được, buồn ghê luôn các bạn. Cái ghế của xong hôm qua là clip review nè. Rồi thôi các bạn ơi, clip của xong đến đây cũng xin tạm dừng ha, các bạn đừng quên để cho xong một like và một comment ở bên dưới ha. Rồi các bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ Son ha, và Son cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã bỏ thời gian quý báu qua xem kênh, xem clip của Son cho đến bây giờ. Thôi chúng ta sẽ gặp ở clip sau ha, mãi yêu các bạn.